đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mắc Home. Mắc Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắc Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắc Home vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắc Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắc Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắc Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mắc Home. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mắc Home. Quý vị thân mến, khoảng thời gian gần đây thì chúng tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi rằng là Mắc Home có thiết kế và thi công những mẫu nhà lô phố hay không? Thì câu trả lời là có nha thưa quý vị. Tất cả những công trình nào là dân dụng thì chúng tôi cũng đều thiết kế và thi công hết. Tất cả những công trình từ phố về những miền quê, tất cả những công trình nào dân dụng ở trên mảnh đất Việt Nam chúng tôi cũng đều thiết kế và thi công hết. Và để trả lời cho câu hỏi của quý vị thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ review luôn về một công trình nhà mái bằng hiện đại của gia đình chú Tám có địa chỉ tại Hải Dương. Và đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi. Ngoài ra quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm các công trình khác trên các kênh thông tin trực tuyến của chúng tôi. Và quý vị thân mến, ngoài công trình này ra thì quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm các công trình khác trên các kênh thông tin trực tuyến của chúng tôi. Ví dụ như là chúng tôi có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói.com cũng như là mackhomegroup.vn. Tại hai trang web này thì quý vị có thể tìm hiểu được rất nhiều những cái thông tin trực tuyến của chúng tôi, từ những chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá gửi tới khách hàng. Ngoài ra thì còn rất nhiều những thông tin khác, ví dụ như là những công trình đang thi công này, những mẫu nhà đẹp hoặc là tất cả những cái kinh nghiệm cẩm nang xây nhà và tất cả những cái kinh nghiệm về phong thủy nữa. Thì khi mà quý vị vào những trang web như thế này thì cũng sẽ là một nguồn tri thức cực kỳ là lớn để có thể xây được một cái căn nhà đẹp cho chính bản thân mình. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có trang mạng xã hội là YouTube nữa. Với kênh YouTube Mắc Home thì chúng tôi hiện tại đang có 130.000 người đăng ký, và tiếp theo là cả một hệ sinh thái Mắc Home khác, ví dụ như là kênh nhà đẹp với số lượng là 1,58 triệu người đăng ký, khá là lớn đúng không thưa quý vị. Và ngoài ra có hai kênh cũng khá là quen thuộc với chúng ta rồi, đó chính là Nội thất Mắc Home với số người đăng ký là 132.000 người và kênh Nhà phố Mắc Home là 111.000 người đăng ký. Có một cái điều đặc biệt là chúng tôi đã vừa ra mắt được hai kênh YouTube mới nữa để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị, dành cho những quý vị nào mà mong muốn tham khảo những mẫu nhà mà là lâu đài, là những mẫu nhà cực kỳ là sang trọng tại đất nước Việt Nam, thì đó chính là kênh Lâu Đài Việt. Và ngoài ra thì còn có cả kênh Min Home nữa, nhà giá rẻ, để có thể tham khảo những công trình nào phù hợp với cả túi tiền của nhiều đối tượng khác nhau. Và trung bình là chúng tôi sẽ lên 2 video một ngày để quý vị có thể thoải mái theo dõi luôn. Và tiếp theo là chúng tôi còn có trang mạng xã hội Facebook nữa với tên fanpage là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mắc Home. Thì tại fanpage này chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cập nhật tất cả những cái thông tin về những công trình nổi bật cũng như là hoạt động của Mắc Home đi thi công và bàn giao tại tất cả các nơi trên khắp đất nước Việt Nam. Khi quý vị muốn liên hệ trực tiếp tới công ty thì quý vị có thể nhắn tin trực tiếp trên fanpage này của chúng tôi hoặc là qua các hotline của chúng tôi. Chúng tôi có để trên các trang web, đó chính là 0964 458 888, 0828 133 333, 0924 099 999, hoặc ngoài ra quý vị có thể vào trực tiếp trang web và vào ở phần góc dưới màn hình bấm vào phần nhận tư vấn làm nhà, và tại đây quý vị để lại thông tin của mình, quý vị sẽ nhận được tư vấn một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Như vậy là chúng ta cũng đã có thể nắm bắt được cái quy mô của Mắc Home hiện tại cũng đang được đầu tư rất là lớn với tất cả những cái trụ sở trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Ví dụ như là tại miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam chúng tôi có địa chỉ tại 162 đến 164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại các
tỉnh miền Tây thì chúng tôi có địa chỉ tại số nhà L2701, khu dân cư Ngân Thuận, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và cuối cùng là tại miền Trung, chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Thì khi quý vị đến trực tiếp tất cả những cái trụ sở này, quý vị sẽ được nhận tư vấn và bên cạnh đó là quý vị cũng sẽ được tham khảo tất cả những cái trang thiết bị, vật liệu, vệ sinh. Và khi mà quý vị đến tất cả các trụ sở này thì quý vị sẽ được tư vấn trực tiếp. Ngoài ra thì quý vị còn được tham khảo tất cả các showroom ở đây nữa. Ở đây thì chúng tôi có trưng bày tất cả những cái trang thiết bị vệ sinh rồi là vật liệu xây dựng mà đặc biệt là do Mac Home sản xuất và phân phối độc quyền. Và đây cũng chính là một cái thế mạnh của Mac Home mà chúng tôi luôn luôn tự hào và cũng là một điều gửi gắm tới quý vị. Đó chính là tất cả những cái trang thiết bị này được sản xuất từ nhà máy và được gửi tới chân của công trình của quý vị một cái cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, hiệu quả nhất. Ví dụ như là khi mà quý vị mà đi mua tất cả những cái trang thiết bị này ở bên ngoài, mua tại các cửa hàng thì đã phải qua tất cả các khâu trung gian rồi, qua các nhà kho, bến bãi, qua các cửa hàng. Và mỗi lần qua các cấp như vậy thì cái vật giá nó sẽ phải lên giá chi phí khoảng tầm 10-15%. Cái điều đấy sẽ khiến cho công trình của chúng ta bị đội giá lên rất là nhiều. Thay vào đó thì chúng ta có thể lựa chọn một cái đơn vị mà có thể cung cấp được tất cả những cái nguyên vật liệu này từ trực tiếp nhà kho đến công trình của mình. Cái điều đấy sẽ giảm thiểu được rất nhiều cái nguồn chi phí. Và ngoài ra chúng ta còn không lo về cái vấn đề ví dụ như là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng lậu nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có hệ thống nhà kho bến bãi trên khắp các nơi của Tổ quốc. Và cái điều đấy cũng sẽ giúp cho công trình của quý vị có thể nhận được những cái nguồn cung vật liệu nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn, tránh cái tình trạng rằng là chúng ta phải đi ra cửa hàng này để mua vật liệu này hay là sang cửa hàng khác để mua vật liệu khác. Rất nhiều những cái đơn vị như thế và khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian, thậm chí là có những khi mà chúng ta còn không mua được những cái trang vật liệu ưng ý, khiến cho cái thời gian xây dựng công trình của chúng ta bị kéo dài, làm cho chi phí công trình của chúng ta bị đội lên rất là nhiều. Ngoài ra thì Mac Home còn có một điều đặc biệt nữa, đó chính là sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công xong là chúng tôi sẽ cam kết không phát sinh, không nâng giá hay là không sử dụng tất cả những cái nguồn cung vật liệu hay là nguyên liệu khác để làm cho công trình của quý vị. Và điều đấy sẽ giúp cho công trình của quý vị có được cái sự thống nhất ngay từ ban đầu để quý vị có thể tự chủ về tài chính, về cái sự theo dõi nguồn cung vật liệu, đảm bảo theo như đúng bản thiết kế, giúp cho công trình của chúng ta sẽ trường tồn với thời gian. Và đặc biệt là chúng tôi còn có cái chính sách bảo hành cực kỳ là dài hạn nữa. Nhiều khi chúng tôi còn đùa rằng là nhiều khi là chủ không còn nhưng mà công trình vẫn còn đó. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta khi mà nhìn vào công trình này cũng đã thể hiện rõ về cái phong cách thiết kế của Mac Home luôn. Nếu như mà quý vị theo dõi Mac Home trong khoảng thời gian dài thì không chỉ quý vị biết rằng là Mac Home cũng thiết kế tất cả những công trình mẫu nhà lô phố mà quý vị còn có thể thậm chí là nhìn ra mà có thể là đoán được rằng là ngôi nhà này là do Mac Home thiết kế. Bởi vì là khi Mac Home thiết kế thì sẽ luôn có một cái phong cách nào đấy nó rất là đặc trưng, và khi mà nhìn vào trong khoảng thời gian dài nó rất là thu hút. Và với công trình này chúng ta có thể nhận thấy rằng là với lối thiết kế là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ máy bằng nữa. Ví dụ như ở công trình này chúng ta có thể nhận thấy rằng là đang được sử dụng theo phong cách hiện đại, và khi mà chúng ta sử dụng phong cách hiện đại thì nó sẽ giúp công trình của chúng ta sẽ cảm giác là sẽ gọn gàng và tinh tế, tinh giản hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì vẫn giữ được cái sự sang trọng và có cái sự lôi cuốn trong đó. Khi mà chúng ta đã thiết kế rất nhiều những cái mảng, những cái hộp hình khối ở đây và được thiết kế nó trùng điệp với nhau, nó lồng ghép với nhau sẽ giúp cho công trình có được một cái sự thu hút nhất định. Và ngoài ra chúng ta sẽ không bị trống trải mặc dù là theo cái lối thiết kế là phong cách hiện đại. Và ở đây không chỉ là kết hợp giữa các hình khối ở các bức tường đâu, mà còn được kết hợp với cả là hệ thống kính cường lực này, với cả các lam, các hệ lam thép, với cả là các lam bê tông nữa, tất cả đều được hòa quyện để giúp cho công trình của chúng ta mặc dù là kết hợp bởi rất nhiều những cái vật liệu, những cái hình khối khác nhau nhưng mà vẫn đảm bảo được cái sự hài hòa, cái sự thống nhất cho cả một công trình. Và khi mà chúng ta sử dụng lối thiết kế phong cách hiện đại như thế này thì chúng ta cũng nhìn sang trọng hơn rất là nhiều. Vì khi mà quý vị tham khảo tại các resort, các homestay ấy, thì cũng rất nhiều những công trình đang được sử dụng theo cái lối thiết kế là phong cách hiện đại như thế này, khẳng định một cái điều rằng là phong cách hiện đại của chúng ta tuy rằng là đơn giản nhưng mà lại rất là sang trọng và cực kỳ là thời thượng, phù hợp với cả xu thế hiện nay. Và cái việc mà kết hợp giữa phong cách hiện đại với cả hệ máy bằng ấy thì nó rất là phù hợp rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là nhà hệ máy bằng cũng sẽ lại giúp cho công trình của chúng ta lại càng thêm cái sự tinh giản, gọn gàng. Mà bên cạnh đó thì chúng ta lại còn có thể đảm bảo được rằng là chúng ta có thể đặt các trang thiết bị công năng khác ở trên phía mái, giúp cho bên dưới của chúng ta sẽ đảm bảo được về cái phần mà tiết kiệm diện tích. Ở bên trên chúng ta có thể đặt thêm về những cái tách nước này, thái dương năng hay là những loại chảo thu phát sóng nữa. Đây cũng chính là một cái ưu điểm của nhà hệ máy bằng.
Tuy nhiên thì cũng cần phải lưu ý về cái hệ mái như thế này, bởi vì là có rất nhiều loại mái cho quý vị lựa chọn. Ví dụ như là ngoài hệ mái bằng da thì chúng ta còn có những loại như là hệ mái Nhật, hệ nhà mái Thái hay là nhà mái Mansard. Thì cái điều này còn phụ thuộc vào cái vị trí công trình của quý vị xây dựng nữa. Ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thời tiết, thế nên là khi mà chúng ta sử dụng nhà hệ mái bằng ấy thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp chống nóng hay là cách nhiệt hiệu quả, và ngoài ra còn phải có được cái hệ thống thoát nước nữa để tránh cái tình trạng là tù đọng nước ở phía mái nhà. Và thay vào đó chúng ta vẫn có thể sử dụng thêm những cái hệ mái khác, ví dụ như là nhà hệ mái Nhật hay là nhà mái Thái, nhà mái Mansard. Cái điều này sẽ giúp cho mái có một độ dốc nhất định, sẽ nhanh chóng có thể lưu thông được cái nước mưa, hạn chế cái sự tù đọng nước mưa trên mái nhà gây ảnh hưởng tới chất lượng của các công trình trong thời gian dài. Ngoài ra thì nhà hệ mái Nhật, nhà mái Thái, nhà mái Mansard cũng sẽ có một cái khoảng không gian ở giữa mái nhà với cả là hệ thống trần nhà, sẽ giúp cho các công trình của chúng ta sẽ có được một cái khoảng không gian cách nhiệt rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì đối với nhà hệ mái bằng thì nó lại có thêm một cái ưu điểm nữa, đó chính là cái chi phí thiết kế, chi phí thi công là nó rẻ nhất trong tất cả các loại mái rồi. Thì cái này còn phụ thuộc vào cái vừa tầm tài chính của quý vị nữa. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về màu sắc chủ đạo của ngôi nhà. Thì quý vị có thể để ý ở đây rằng là ngôi nhà được kết hợp giữa các loại màu chính như là màu trắng kết hợp với màu xanh, và bên cạnh đó là các màu vàng và các loại đá ốp nữa, thì tất cả đã đều được hòa quyện với nhau để có thể tạo ra tổng thể của một công trình nó đẹp mắt nhất và nó thu hút, nó lôi cuốn nhất. Và cái việc mà phân bố màu sắc chủ đạo như thế này cũng chính là một cái điều mà quý vị cần phải lưu ý cho công trình của mình. Đó chính là một công trình chúng ta phải biết cách ghi màu. Ghi màu ở đây là gì? Là một công trình chúng ta không nên sử dụng quá là nhiều loại màu trong một công trình. Bởi vì sao? Khi mà nhìn vào một công trình nào đó mà chúng ta thích sơn gì thì chúng ta sơn vào đó những loại màu khác nhau, nhìn công trình sẽ rất là bị rối mắt và nó giống như là một cái bức tranh hổ lớn vậy. Thay vào đó thì chúng ta có thể sử dụng chỉ tầm 2 đến 3 màu thôi, nhưng mà tất cả những cái màu đó nó hòa quyện với nhau và nó phân bố rõ ràng, giúp cho công trình của chúng ta nhìn không bị rối mắt. Và ngoài ra thì trong khoảng một thời gian dài chúng ta nhìn ý, thì chúng ta cũng không bị chán mắt và nhìn không bị chói, đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng những loại gam màu nó mang cái tính mà bền vững, những loại gam màu trung tính ý, thay vì cái việc chúng ta sử dụng những loại gam màu gốc như là màu xanh dương hay là màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Thì khi mà nhìn vào nó rất là đẹp trong khoảng thời gian đầu, nó rất là thu hút, nhưng mà sau một khoảng thời gian dài chúng ta nhìn ý, thì dễ bị chói mắt và chúng ta nhìn sẽ bị thấy chán. Còn tiếp theo là đối với hệ thống sàn nhiệt của chúng ta thì đã được thiết kế bởi hệ thống bậc ngũ cấp. Và hệ thống bậc ngũ cấp như thế này thì cũng sẽ đôn lên cái chiều cao của công trình, đặc biệt là công trình 2 tầng phong cách hiện đại như thế này rất là phù hợp rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái chiều cao của riêng hệ thống sàn của chúng ta đã lên tới 750mm. Và đặc biệt hơn nữa, đối với một ngôi nhà lô phố như thế này thì rất dễ xảy ra cái tình trạng là gần mặt đường và mặt đường đôn lên cao hơn sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Từ đó sẽ khiến cho công trình của chúng ta sẽ bị thấp hơn so với mặt đường khoảng thời gian ban đầu. Nếu như mà ban đầu chúng ta thiết kế và thi công cái mặt sàn nó ngang bằng với mặt đường ấy, thì sau này khi mà mặt đường đôn lên cao hơn thì sàn nhà của chúng ta sẽ bị trũng hơn, bị hụt đi và khiến cho nước bị chảy dồn ngược vào trong nhà, và cái quá trình di chuyển của chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Vì vậy nên là chúng ta sẽ sử dụng những cái loại bậc đôn lên, bậc ngũ cấp là đẹp nhất. Còn nếu như mà không thì quý vị vẫn có thể sử dụng thêm bậc ngũ cấp, nhưng mà ít nhất là sẽ phải cao hơn so với mặt đường rồi. Ngoài ra thì hệ thống bậc ngũ cấp và tam cấp cũng đảm bảo rất tốt về mặt phong thủy. Ví dụ như là hệ bậc ngũ cấp thì sẽ biểu trưng cho hệ ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, rất đảm bảo cho phong thủy và hợp với mệnh nữa. Và bên cạnh đó là bậc tam cấp thì sẽ đảm bảo cho phong thủy với ba yếu tố là thiên địa nhân. Nói chung là bậc nào thì cũng đảm bảo cho cái chiều cao của công trình, nhưng mà chúng tôi vẫn khuyên quý vị nên sử dụng bậc ngũ cấp hơn, giúp cho công trình bề thế hơn, đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Và cái điểm đặc biệt của ngoại thất căn nhà này là kết hợp với cả là cái hệ lam bê tông và những cái hộp, những cái ô của ban công, thì chúng ta cũng có một cái sảnh chính với hệ thống là hai cột trụ, nó rất là vừa đủ thôi, nhưng mà nó rất là phù hợp với là công trình của chúng ta. Thay vì là những công trình khác chúng ta sẽ sử dụng hai cột trụ rất là to lớn ở hai bên như thế này, thay vì như những công trình khác chúng ta sử dụng hệ thống cột trụ ở hai bên rất là to lớn, rất là vuông vức theo cái phong cách hiện đại, thì công trình này chúng ta sử dụng hai cái cột trụ nó vừa đủ thôi, nhưng mà nó rất là tương đồng với cả là hệ thống lam bê tông ở cả tầng 2 và cả tầng 1 nữa. Ngoài ra nó kết hợp hài hòa với toàn bộ căn nhà, chúng ta vừa tiết kiệm được cái chi phí xây dựng mà vừa vẫn có thể đảm bảo được cái tính thẩm mỹ của căn nhà. Và cửa chính cũng như là toàn bộ những hệ thống cửa của chúng ta sẽ được thiết kế bằng chất liệu đó chính là thép kết hợp với cả là kính cường lực nữa.
thì cái điều này cũng sẽ giúp cho công trình của chúng ta thông thoáng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cái chi phí thi công của chúng ta cũng sẽ hạn chế được rất là nhiều, thay vì chúng ta sử dụng những loại chất liệu ví dụ như là thép vân gỗ hay là gỗ tự nhiên, thì cái điều đấy sẽ khiến cho công trình của chúng ta bị đội giá lên rất là nhiều. Và cái việc mà sử dụng những cái loại cửa kết hợp với kính như thế này, chúng ta cũng rất là thoải mái, bởi vì là khi mà chúng ta kết hợp với cả là hệ thống rèm cửa bên trong nữa, chúng ta vẫn có thể dễ dàng điều chỉnh cái sắc thái ánh sáng cho ngôi nhà. Ngoài ra thì chúng ta cũng vẫn có thể là cách nhiệt cách âm rất là hiệu quả. Cũng có một cái điểm nổi bật mà cũng cần phải lưu ý của một công trình này, đó chính là hệ thống bồn cây ở hai bên. Thì đối với hệ thống bồn cây, nó cũng sẽ kết hợp, nó làm hài hòa công trình của chúng ta hơn, sẽ nhìn nó tự nhiên hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái vấn đề xử lý chống thấm này quý vị cũng cần phải lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng ấy. Thì khi mà tổ đội thợ sơn hay là thợ xây, ai làm cái nhiệm vụ chống thấm này, chúng ta cũng phải phân định rõ ràng, tránh cái tình trạng rằng là chúng ta bị chồng chéo nhiệm vụ, dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị chồng chéo nhiệm vụ và thợ sơn, thợ xây đều không xử lý cái vấn đề này, và người cuối cùng phải đi xử lý vẫn chính là chúng ta, và nó ảnh hưởng tới chân của công trình rất là nhiều khi mà nó bị thấm ngược vào trong trong khoảng thời gian dài chúng ta sử dụng, gây ảnh hưởng tới chân công trình, bị mối mọt cũng như là bị ẩm mốc, bị bong chóc lớp sơn ở bên trong. Và khi mà chúng ta sử dụng các loại đá ốp cho bồn cây cũng như là chân công trình như thế này cũng sẽ đảm bảo chất lượng cho công trình trong khoảng thời gian dài, bởi vì là chúng ta sẽ hạn chế được cái tình trạng là bị tù đọng nước mưa ở chân công trình, sẽ gây ảnh hưởng tới chất lượng của công trình. Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bản vẽ thiết kế của công trình. Thì đầu tiên đó chính là bản hồ sơ kiến trúc. Đối với hồ sơ kiến trúc này, chúng ta cũng sẽ có một bản mục lục bản vẽ kiến trúc, thì tại đây sẽ biểu thị tất cả những cái trang vẽ của hồ sơ này, bao gồm là mặt bằng hiện trạng, mặt bằng định vị, mặt bằng bát trạch, rồi là tất cả những cái mặt bằng nội thất, mặt bằng tường, mặt bằng xây dựng, mặt đứng, mặt cắt nữa. Và ngoài ra còn có các cái chi tiết cầu thang, chi tiết cửa sổ, chi tiết lát sàn, chi tiết đèn. Và khi mà quý vị mở một bản vẽ thiết kế ra thì điều đầu tiên quý vị cần phải xem đó chính là mục lục bản vẽ, để quý vị định vị rằng là cái nội dung mình cần xem nó nằm ở trang nào, và từ đó chúng ta cũng có thể dễ dàng theo dõi hơn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi cùng xem một lượt nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tới trang vẽ đầu tiên, đó chính là mặt bằng hiện trạng của công trình. Thì có thể nhận thấy rằng là cái diện tích khu đất của chúng ta cũng đã được đo đạt rồi. Thì trong quá trình thì đội ngũ khảo sát của chúng ta cũng đã có thể xác định rằng là diện tích khu đất của chúng ta là 552m², cũng khá là lớn để có thể xây dựng được một công trình một cách thoải mái rồi. Và việc mà xác định hướng của công trình, chúng ta dựa vào một cái hoa gió ở phía bên trên của góc màn hình. Ở đây thì cái hoa gió luôn luôn chỉ về hướng bắc, từ đó chúng ta có thể xác định các hướng còn lại, ví dụ như là ngược xuống dưới nó là hướng nam, sang bên phải nó là hướng đông và sang bên trái nó là hướng tây. Và từ đây chúng ta có thể xác định rằng hướng của công trình thông qua cái sảnh chính. Ở đây chúng ta thấy rằng là sảnh chính của công trình được xuôi theo hướng đông nam. Về hướng đông nam thì cũng là một cái hướng đẹp rồi, bởi vì là có thể tránh ánh nắng trực tiếp vào cả buổi sáng và cả buổi chiều khi mà mặt trời lên từ hướng đông sang bên này và đi qua mái nhà của chúng ta để sang hướng tây và sẽ dọi theo cái chiều chéo của ngôi nhà, từ đó chúng ta có thể tránh được ánh nắng trực tiếp. Bên cạnh đó là chúng ta vẫn có thể đón nhận được rất nhiều nguồn ánh sáng thông qua tất cả những cái hệ thống cửa đi rồi là cửa sổ ô thoáng khác nhau của ngôi nhà của mình. Và tiếp theo là về mặt bằng bát trạch phong thủy. Từ năm sinh của gia chủ chúng ta có thể xác định rằng là sinh năm 1989. Từ đây chúng ta có thể xác định thêm về tất cả những cái hướng các mệnh các cung tốt cho gia chủ. Đầu tiên là hướng Tây Bắc diên niên, Tây Nam phục vị được sự giúp đỡ, hướng Tây thiên y gặp thiên thời được che chở, và hướng Đông Bắc sinh khí. Thì trên đây là tất cả những cái hướng tốt mà gia chủ có thể sử dụng để hướng nhà cũng như là hướng tất cả những cái nội thất, những cái công năng quan trọng trong nhà của mình. Và ngoài ra thì còn được xem rất là chi tiết cụ thể về màu bản mệnh và màu tương sinh nữa. Đó chính là màu bản mệnh là màu xanh lá cây, màu tương sinh là màu xanh nước biển cũng như là màu đen. Được rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về mặt bằng nội thất của tầng 1. Sau khi bước vào từ sảnh chính thì chúng ta sẽ đi vào phòng khách với diện tích là 23,5m². Ở đây chúng ta cũng có được khoảng không gian rộng rãi để có thể bày trí được một bộ bàn ghế để có thể tiếp khách này. Ngoài ra thì còn có một cái kệ tivi để ngăn cách giữa phòng khách với cả bếp ăn nữa. Kết hợp với đó là chúng ta sẽ có thể giải quyết được cái nhu cầu giải trí cho toàn bộ thành viên trong gia đình. Và cái điều đặc biệt của không gian này đó chính là được liên kết với cả là một phòng thờ đạo với diện tích là 12m². Với cái sự kết hợp như thế này thì cũng rất là tốt, bởi vì là sẽ có thể kết nối hài hòa âm dương với nhau, hạn chế cái tình trạng mà âm khí tích tụ nơi thờ cúng. Ngoài ra thì cái phòng thờ đạo của chúng ta còn có một cái hệ thống cửa sổ
nằm ở phía bên tay trái của ban thờ nữa. Cái việc này cũng sẽ giúp cho căn phòng có được nhiều nguồn ánh sáng hơn, tránh cái cảm giác mà bị tích tụ âm khí và sẽ dễ dàng lưu thông không khí, dễ dàng lưu thông những cái khói nhang trong quá trình chúng ta thờ cúng, chúng ta thắp hương. Và khi mà chúng ta theo dõi trong bản vẽ 3D ấy, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là được ngăn cách giữa không gian tâm linh với cả là cầu thang bằng một cái vách gỗ. Cái điều này cũng sẽ giúp cho không gian chúng ta thông thoáng hơn này, và chúng ta cũng liên kết không gian được rất là tốt. Nó tương tự như cái việc mà chúng ta sử dụng cái kệ tivi làm bằng vách gỗ ở đây, thì nó sẽ ngăn cách giữa phòng khách với cả là bếp ăn. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ đảm bảo được cái sự thông thoáng cho căn phòng. Thì phòng bếp của chúng ta có diện tích là 24m2. Với 24m2 như thế này thì chúng ta cũng đã có thể thoải mái để có thể bày trí được tất cả những cái nội thất cần thiết của phòng bếp, từ một bàn ăn với 6 chỗ ngồi để có thể thuận tiện cho việc ăn uống sau khi nấu nướng. Hệ thống tủ bếp của chúng ta cũng được thiết kế rất là sang trọng với một tủ treo và một tủ dưới chân nữa. Thì việc mà chúng ta kết hợp rất nhiều cái khoảng không gian tủ bếp như thế này cũng sẽ để được rất nhiều những cái trang thiết bị, rồi là tất cả những cái thực phẩm của phòng bếp, giúp cho phòng bếp của chúng ta sẽ sạch sẽ, thông thoáng, gọn gàng hơn rất là nhiều. Và tất nhiên rồi, cái việc mà bày trí tất cả cái nội thất công năng trong phòng bếp cũng rất là quen thuộc với cái lối thiết kế của MacHome, đó chính là theo một cái trình tự nhất định từ tủ lạnh tới bồn rửa và tới bếp nấu. Và cái việc này cũng sẽ giúp cho nội trợ thuận tiện hơn rất là nhiều khi mà có thể lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra và qua bồn rửa để chúng ta sơ chế, và cuối cùng là chúng ta đến bếp nấu để chúng ta nấu nướng trước khi đem ra bàn ăn. Và ở ngay phía bên trên mặt bếp của chúng ta cũng có được bố trí một cái cửa sổ. Cái điều này sẽ giúp cho công trình của chúng ta sẽ dễ dàng lưu thông không khí hơn và hạn chế những cái mùi hay là khói trong cái quá trình chúng ta nấu nướng. Và tầng 1 của chúng ta có một phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín với diện tích là 13,5m2. Và phòng ngủ này cũng đã được bố trí đầy đủ những cái nội thất, từ một giường đôi này, một đôi đầu giường, một bàn làm việc với cả là một tủ quần áo nữa. Và cái việc mà bố trí một cái bàn làm việc ở ngay bên dưới hệ thống cửa sổ của phòng ngủ như thế này là vô cùng hợp lý rồi, bởi vì là chúng ta ngồi ở đây sẽ có thể đón nhận được nhiều nguồn ánh sáng để chúng ta làm việc. Ngoài ra thì cửa sổ này cũng có thể cung cấp nguồn ánh sáng tự nhiên đến toàn bộ căn phòng. Và khi mà chúng ta có được một cái không gian nhà vệ sinh khép kín cho một phòng ngủ như thế này thì rất là tiện lợi cho một không gian gia đình, đặc biệt là những gia đình nào mà có người già hay là trẻ em, thì chúng ta có rất nhiều khi chúng ta cần đến cái việc mà chúng ta sử dụng đến nhà vệ sinh khép kín. Và dù là nhà vệ sinh khép kín thì cũng đã được bố trí tất cả những cái nội thất cần thiết, từ một lavabo, một bồn cầu cho tới một vòi tắm sen, và cũng được ngăn cách bằng cái vách kính cường lực tương tự như nhà vệ sinh chung luôn. Và cũng được bố trí một cái ô thoáng nữa giúp cho cái việc mà sinh hoạt của chúng ta, cái nhà vệ sinh nó dễ dàng lưu thông không khí hơn, tránh cái việc mà không khí, những cái mùi gây khó chịu nó bị ảnh hưởng ra cái không gian phòng ngủ bên ngoài của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt bằng nội thất của tầng 2. Thì tầng 2 của chúng ta bao gồm một phòng sinh hoạt chung với diện tích là 12m2 và 3 phòng ngủ với diện tích là 13m2, 13,5m2 và 14m2. Và với số lượng phòng ngủ như thế này thì chúng ta có bố trí 2 nhà vệ sinh ở tầng 2 là vô cùng hợp lý rồi. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sâu hơn vào từng công năng một. Đầu tiên là phòng sinh hoạt chung là 12m2. Và đây cũng chính là một lời khuyên cho các gia đình, đó chính là chúng ta nên có một phòng sinh hoạt chung như vậy. Tránh nghĩ rằng là cái công năng của phòng sinh hoạt chung nó sẽ tương đồng với cả phòng khách, bởi vì là trong rất nhiều trường hợp thì các thành viên trong gia đình cần phải tiếp đón những cái đối tượng khách khác nhau. Và khi mà chúng ta có được một cái phòng sinh hoạt chung như vậy thì sẽ rất là tiện lợi, thay vì cái việc mà chúng ta phải đón tiếp rất nhiều những đối tượng khách khác nhau trong một không gian phòng khách. Điều đấy sẽ khiến cho chúng ta sẽ bớt cái cảm giác riêng tư. Không gian sinh hoạt chung này còn có 2 cửa đi kết hợp với 1 cửa sổ nữa, thế nên là cái nguồn ánh sáng đón nhận nó rất là lớn. Và khi mà chúng ta có 2 cửa đi ra 2 hướng khác nhau để có thể ra ban công như thế này là vô cùng là đẹp rồi. Khi mà chúng ta có thể đứng tại ban công và chúng ta ngắm được toàn bộ những cái cảnh quan phía trước của công trình. Và với một ngôi nhà lô phố thì phần này là vô cùng cần thiết, bởi vì là khi mà chúng ta đứng tại đây, chúng ta có thể thoải mái, chúng ta thư giãn, chúng ta dễ dàng kết nối với tự nhiên bên ngoài hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về hệ thống các phòng ngủ. Phòng ngủ của chúng ta cũng đều có đầy đủ những cái trang thiết bị, từ một giường đôi này, một tủ quần áo, một bàn trang điểm hoặc là làm việc và một đôn đầu giường. Ngoài ra thì cũng như cái lối thiết kế đặc trưng của MacHome là tất cả những cái phòng ngủ này đều được bố trí có cửa sổ hoặc là vách kính riêng, thậm chí là tối đa cả cửa sổ, cả vách kính luôn. Cái điều này sẽ giúp cho căn phòng sẽ dễ dàng thông thoáng, lưu thông không khí và đón nhận được nhiều nguồn ánh sáng tự nhiên, giúp cho cái tinh thần chúng ta khi mà chúng ta sinh hoạt, chúng ta ở trong phòng này nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Và riêng phòng ngủ 3 với diện tích là 14m2 thì cũng đã được bố trí một nhà vệ sinh khép kín với đầy đủ những cái trang thiết bị bên trong, từ một la
lavabo, một bồn cầu và một vòi tắm sen kết hợp với cả vách kính cường lực nữa. Và cái điều này cũng sẽ phù hợp với cả là một không gian tầng 2 có số lượng tới 3 phòng ngủ, và như vậy là với hai nhà vệ sinh là hoàn toàn là hợp lý rồi. Có rất nhiều công trình chúng ta sử dụng chỉ có một nhà vệ sinh cho 3 phòng ngủ thôi, thì cái việc mà chúng ta thiết kế, chúng ta cân đo đong đếm giữa cái số lượng nhà vệ sinh và phòng ngủ ấy thì nó cũng vô cùng quan trọng, bởi vì là trong cái quá trình sinh hoạt của chúng ta ấy, cái điều đầu tiên chúng ta cần ưu tiên đó chính là cái sự thuận tiện nhất, đảm bảo cái sự thuận tiện cho việc sinh hoạt cho toàn bộ thành viên trong gia đình. Tiếp theo là về nhà vệ sinh chung của tầng 2 thì chúng ta cũng đã được thấy rằng là đã được thiết kế nó tương tự như là nhà vệ sinh chung của tầng 1 vậy. Khi mà đẩy được lavabo ra phía bên ngoài giúp cho cái việc sử dụng cho mọi thành viên trong gia đình nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều, khi mà một người có thể sử dụng lavabo ở phía bên ngoài và người khác vẫn có thể sử dụng các công năng ở phía bên trong, bao gồm là cả lavabo này và bên cạnh đó là vòi tắm sen ngăn cách bởi vách kính cường lực. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kết cấu chiều cao của công trình. Thì tại bản vẽ là mặt đứng trục AD, chúng ta có thể nhận thấy rằng chiều cao của công trình có tổng cộng là 10,9m. Trong đó với hệ thống bậc ngũ cấp cao 750mm, tầng 1 là 3,9m, tầng 2 là 3,6m. Và riêng phần tum của chúng ta có chiều cao là 2,6m. Tại đây chúng ta có thể để những cái trang thiết bị về điện nước như là tách nước, rồi thái dương năng và các loại chảo thu phát sóng nữa. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ hồ sơ điện nước của công trình. Thì với kinh nghiệm chuyên môn uy tín của mình thì kiến trúc sư của Mark Home cũng đã thể hiện rất là đầy đủ, rất là chi tiết trong bản vẽ hồ sơ điện nước rồi. Về tất cả những cái nội dung như là mặt bằng cấp điện, mặt bằng chống sét, mặt bằng bố trí ổ cắm, mặt bằng cấp thoát nước, thì tất cả những cái điều này sẽ giúp cho cái quá trình thi công cũng như là về việc sử dụng của quý vị sẽ đảm bảo và hiệu quả hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta có được cái bản vẽ này trong tay, chúng ta sẽ xác định được rằng là những cái đường điện nó ở đâu hay là những cái ổ cắm ở chỗ nào để có thể sử dụng thuận tiện nhất. Đặc biệt là chúng ta có thể nắm bắt được trước khi mà công trình đã hoàn thiện. Bởi vì là sau khi mà công trình đã hoàn thiện xong, đã xây dựng xong mà chúng ta đi vào sử dụng rồi mới cảm thấy rằng là thiếu ở chỗ này, thiếu ở chỗ kia, thiếu những cái ổ cắm chỗ này, thiếu ổ cắm chỗ kia thì nó rất là bất tiện. Bởi vậy nên là khi mà chúng ta xem bản thiết kế, chúng ta cần phải xác định luôn rằng là nơi này chúng ta cần bao nhiêu ổ cắm, bao nhiêu là hệ thống cấp điện. Điều đấy cũng sẽ giúp cho việc sử dụng của chúng ta sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hồ sơ kết cấu của công trình. Thì đối với hồ sơ kết cấu của công trình, chúng ta sẽ xác định đầu tiên là về cách thức mà chúng ta sử dụng hệ thống móng. Ở đây công trình này chúng ta sử dụng là móng băng bê tông cốt thép. Dựa vào tất cả những cái yếu tố đặc điểm của công trình mà đã được các đội ngũ khảo sát về trực tiếp công trình để có thể là xem là công trình này chúng ta sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng như thế nào là phù hợp, thì chúng ta đã lựa chọn móng băng bê tông cốt thép. Thì quý vị có thể hiểu đơn giản móng băng là tất cả những cái mối nối đặt độc lập hoặc là giao nhau theo hình chữ thập, và tất cả những cái mối nối này sẽ có thể nâng đỡ tất cả những cái trọng lượng của hàng rào, bờ tường trong quá trình chúng ta xây dựng công trình. Và đối với các công trình dân dụng thì cái việc mà chúng ta sử dụng móng băng là vô cùng phổ biến rồi, bởi vì là móng băng có thể đảm bảo về cái chất lượng, giữ cho công trình của chúng ta ổn định. Và cuối cùng là về dự toán xây dựng công trình, chúng ta sẽ được nhận một cái bản dự toán về bóc tách tất cả những cái hạng mục từ lớn tới nhỏ theo cái bộ công cụ chuyên nghiệp nhất, giúp cho gia chủ có thể dễ dàng theo dõi trong cái quá trình mà chúng ta thi công xem là cái phần này chúng ta sử dụng nguyên vật liệu như thế này đã hợp lý hay chưa, hay là đã đúng theo với bản thiết kế hay chưa. Ngoài ra thì còn giúp cho chủ nhà sẽ chủ động về cái nguồn kinh phí của mình nữa, với ở đây là tất cả những cái loại giá thành mà đã được chốt rồi. Sau khi quý vị ký kết hợp đồng thi công xong ấy, là chúng tôi cam kết là không phát sinh, không nâng giá hay là không sử dụng những cái loại vật dụng khác, cứ thống nhất là giá thành như thế nào hay là vật liệu như thế nào, cứ thế mà làm thôi. Và trên đây là toàn bộ những cái thông tin về công trình nhà mái bằng hiện đại của gia đình chủ Tám có địa chỉ tại Hải Dương. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.